tao bay máy bay vào bển tao đem đồ ăn tao cắn vô trong cái miệng của thằng Thái Vi Lan đó, nó bị ung thư, nó ăn bị ung thư đó, đúng không? Rồi thằng Đăng Thái bị ung thư thời kỳ cuối, còn con Ly Sao Phạm nó bị ung thư đó, tụi bay thấy chưa? Nó bệnh mà đâu dám nói đâu, tại vì nó hử cái mùi lưu huỳnh banh móng chân thúi đắp ba cái bột đó với ba cái mùi lưu huỳnh đó, tao nói hử giết đó mà bệnh 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 đó là bệnh bệnh đó là bệnh ung thư. Tụi bay đừng có giấu ha, à, tụi bay đừng có giấu, đừng qua mắt được tao, thấy không? Nè tài giỏi gì đi qua đó toàn là hử móng chân thúi không mà mày lên dạy đời bố đời người ta, dạy cộng sản làm ăn này nọ đưa phát triển đất nước đi lên. Tao nói tụi bay á, năm 1995 đảo về trước á, tao thua tụi bay chứ giờ năm 1995 giờ á, bố Mỹ tụi bay á, xả cảng mở cửa cho tao làm ăn rồi, tao làm ăn toàn đi ăn làm ăn dưới Campuchia được không à, tao làm ăn đồ lậu không à. À, yêu cầu có tiền tao đi làm ăn, mở cửa là tao đi làm ăn, miễn có tiền đem về lo gia đình tao là được rồi, tao không bắn hay riêng, tao không làm đĩ như tụi bay là được rồi. Còn tụi bay ở bên đó đó dựng cái quán cà phê lú mà tụi bay làm đĩ mà tới bây giờ ở nhà tụi bay á, góp chưa xong xe tụi bay á, trả chưa góp chưa xong mà tụi bay dạy người ta làm kinh doanh làm con mẹ tụi bay, hiểu chưa? Cái lũ bao que già, cái lũ chó má, cái lũ chính phủ lâm thời, cái lũ diệt tăng, hiểu không? Nghe đi đấy, thôi nhường lại cho Hà My nè. Kính chào bà con cô bác anh chị em Việt Cộng nha. Còn lũ ba que mày á ha, lũ ba que chúng mày chờ Hà My lên nó chữ tiếp. Thiếu Ngọc ơi, 10 phút là một bạn rồi, 10 một người khác 10 phút nữa cho nhiều người lên chửi vậy mới đã, hiểu không? Cảm ơn, qua nữa xin lỗi, mình phải chào ông anh chờ đánh cái nữa. Những thông tin này á tóm tắt ở một câu cuối cùng. Con Nhiên mà nó chửi những cái câu mà độc độc này á, là ông con ba que, con của ba que là ông con chờ đánh là ông Ti Son, ông dạy mình chữ đó. Đấy, tôi nói luôn cho tụi, cho ông ở bển bị chút bị tụi nó giết ông luôn. Đấy. Rồi chị xuống hả? Chị xuống hả? Hà My lên hả? Mi Trà lên hả? Lóc ha. Vậy là cái thằng Lóc nó tức quá à. Nó đá rớt luôn à. Ủa, mà quen hàng cỡ đó đó ha. Này mười lãnh đạo chơi chửi tiếp nè, chửi ha, chửi Lóc rớt rồi, chửi tiếp ngày không mấy ngày nó chỉ chửi thôi, không nói cho tụi bay nữa, không nói cho tụi bay nữa. Thằng Hùng Lăng ha, đúng rồi, thằng vũ sư Hùng Lăng. À, nó kêu mày đi vũ quần hoặc là mày giặt gá gì đi chắc ăn ha. Mày lên mày nói chưa xong cái lời kia, mày đá rớt nít rồi. Mày nói lên hỏi mấy giây á thì không đưa ra bằng chứng ha. Không đưa ra bằng chứng là cái giấy tờ gì của cướp đất gì đó. Chửi hồi rớt rung rớt điện thoại luôn ha. Rớt điện thoại luôn. Cái mã cha mày, cái thằng vũ sư Hùng Lân. Mày ngu rồi, mày đặt bài mà tỏ ra nguy hiểm không à. Ha. Cả thằng Tân Thái luôn, nghe tôi gom vô một chỗ luôn ha. Ngon, mấy thằng chó về đây biểu tình đi ha, gặp má Hà My ở đây. À, em chào cả nhà nha, hồi nãy giờ quên nó chưa lên chào, phải chào cả nhà, quên chào trước cái đó. Lên đi em. Đá nít tôi. Ê ba que chơi hèn dữ vậy? Hả? Chơi gì hèn hả? Chơi gì hèn hả? Bữa nay tao chơi với ba que không à, tao cho lấy chắc chắn bẻ mấy cái que bị sạch, biết không? Bữa nay tao sẽ đứng lên đấu cho tụi bay tới cùng à, ráng gửi tiền về nhiều đi nha. Nếu mà trận này mà hết tiền nhớ ở tuồng đi tiếp nha. Bữa nay ở tuồng đi tiếp nghe, mấy con giống mày gì Bảo Ngọc vậy nè nha, ở tuồng tiếp hết tiền á nha. Mà ở tuồng trận này phải con nào chỗ đẹp đó nha, con nào không đẹp đừng có đưa lên nữa nè, đưa lên là xấu hổ lắm á. Ở tuồng phải con nào phải cái gì phải săn ha. Còn mấy đứa con nào con nấy nó xè tới cái gì luôn á. Đợt này mày biểu tình bấy mà đứa đồ xấu ra là mày chết chứ tao à, tao lôi đầu lôi cổ mày ra hết ha. Ráng đi nha, đi bán cà phê lú gì đó ha, rồi mà gửi tiền về nhiều giùm đi gì cho cộng sản chứ có tiền ha. Bấy vừa phải thôi, mày nói mày thương dân chết lần nữa đi, chết bấy về bấy chết đi, bấy về bấy chết trước rồi tụi tao chết sau, cho thằng nào ngon về đó chết trước đi, lật đổ cộng sản á. Chết trước đi, bắt đầu ta chết sau cho. Thằng nào ngon, về đây. Bắt tay đi.
Nó chỉ sủa bên đấy thôi, chứ nói em cộng sản nó đã sợ run người rồi mà nó làm được cái gì em. Nó cộng sản nó sợ run người, ở ngày xưa nó sợ cộng sản nó run quá nó tụt quần đu càng không thế à. nó cộng sản là cha mẹ của nó mà, nó không sợ sao được chứ. Cộng sản là cha mẹ của nó, không đẻ nó ra mà, đẻ ra đánh nó hư quá, đánh chạy qua tới Mỹ luôn, hư quá phải đánh nó, đánh cho nó phải bỏ đi đất nước luôn. Bây giờ mới về đòi quê hương làm gì có của tụi bay nữa mà đòi, phải làm gì có nữa mà đòi hả? Cái người ta làm sẵn cho được ăn xong bây giờ đòi về đòi bỏ đi bao năm bây giờ đòi đòi gì À. chưa Cộng sản làm lên sẵn cho tụi bây rồi. à. Công nhận á. Suy nghĩ hiện đại là đúng đó, ăn cướp đó chị. Cái bài hát mà Suy quốc nghĩ lại nó chính nó là ăn cướp. cái bài hát quốc ca của nó mà nó còn phải lấy cái nhạc và lời của Lê Hữu Phước của người cộng sản Việt Nam, nó làm được cái gì? Bài hát Không, quốc giống như cái anh bữa trước là nói là gì trả lại quê hương, bây giờ anh chế lại là trả, mày kêu đời ông ngoại ông nội của chúng mày á là kêu trả lại quê hương đi, đúng rồi, kêu đời của ông nội ông ngoại của chúng bay á. À, bây giờ ha, kêu ông nội trả lại quê hương này, kêu ông bà lại trả quê hương, tại hồi xưa đời của chúng bà, cha của chúng bay, ông nội của chúng bay thì bán quê hương thì mày phải đòi những người đó. con Bảo Ngọc mà nó thích cái dạng BD như kiểu Lisa đó, nên nó thích cái con khùng khùng Lisa, nó bảo nó thích đi tìm Lisa này, Lisa Lisa Phạm ấy. Trời ơi bây giờ á nói chung quên đấy, bây giờ mấy con với nó già hết rồi chứ bán cà phê lúa không được, bây giờ tới giờ nó đổi hai màu bán tiếp để mình có tiền biểu tình chứ. Trời ơi làm sao mà có tiền biểu tình chị, bây giờ mấy ông kia thì già hết rồi, giờ đi làm thì bao nhiêu tiền hết, cái đời F3 của nó thì có một số thì nghe thôi chứ còn một số họ đâu có thèm đếm xỉa tới, bây giờ mấy này già hết rồi tiền đâu nữa mà đưa về, chứ nước bây giờ dụ con nào mới qua lừa gạt thôi ha. Sao chị? 2 3 năm nữa là F1 chết rồi, đến F2 chết xong rồi F3 thì nó theo người nước ngoài, nó nói tiếng nước ngoài rồi, nó đâu mất gốc Việt Nam rồi, hết sủa. Hết sổ rồi. Bên trên chi thôi mình cũng ráng đời sống ha. Chắc chắn là bên kia nó chết trước rồi. Còn lớp mình á thì chắc đời à. Chết đi nghe, ráng chết đi mà. Có một cái này là phải chết. Nhớ nghe, tới ngày gì? Ngày ngày 4 tháng 9 này nè. Cộng sản mà không lạc tụ được là chắc chắn phải tức quái máu, phải sẽ có thằng chết chắc luôn, giống như thằng Tân Thái nè, thằng bay đưa chột nha, nhớ nha, mai mốt mấy mấy đứa chị bỏ học mà đừng có ngu mà đưa tiền nha, năm nay mà lật đổ cộng sản không được á nhớ đừng gom tiền đưa chúng nó nữa, ngu quá ngu vừa thôi, để cái tiền đó mà ăn mà dưỡng già ngu vừa thôi, lần này mắng nó không lật đổ cộng sản được là tụi quế về á chứ bảo Ngọc hè về lật đổ dân thôn nó đi, lật đổ dân thôn nó đi, phải nó hứa hoài à, đốc lật đổ cộng sản được thì về lật đổ cái thằng bên Lương Thái nè, cái gì bên Lương Chột nè, cái gì bên đi Trương Chột nè, Tằng Thân Thái nè, chứ con Rô Sơn Đào á, nếu mà nè, ngày 4 tháng 9 này mà không lật đổ cộng sản được á, giống như Ngọc này nè, về lật đổ dân thờ ba cái đứa mà đây kêu gọi gì trên diễn đàn mà thiệt mạnh đó, đó về lật đổ đó, cộng sản làm được về lật đổ dân thờ của nó, lật đổ bắt que chúng nó đó, ngu vừa vừa á. Thôi cho nó làm chuyến cuối rồi. Đó thằng nó vũ quần thì có lập luôn nó có lui tới thôi mà để nó nói nữa, lát nó đưa cái hình bắt khò lên hà biết chắc mà thèm lắm, nó thèm mời diễn diễn đàn lắm, bây giờ diễn đàn là mai mốt là phải cho lên cho nó ngồi dưới sự thấy nó vô là chửi thôi, chửi cho nó te tua sắt bước nó luôn không ai coi đâu, Hùng Hùng lên nó cũng mở diễn đàn mà không ai coi. bao nhiêu ha, tao đời chóng mắt tụi bay, chóng mắt tụi bay ra mà xem ha, đằng này bay mà không được nữa thì bây về bây lật đổ dân thờ tụi bay cho nhanh ha, bay mà không lật đổ cộng sản được bây về lật đổ dân thờ bay, hai là dắt tay nhau nhảy cầu từ dân đi, tại cộng sản đã lật đổ đâu nhục lắm, năm nào cũng hứa hết á lật đổ cộng sản thì bây về một lật đổ dân thờ bay, hai nữa bây dẫn tay thằng Tân Thái thằng bên đi Dương Chột nhảy cầu từ dân, bên Mỹ có cái cầu nữa đó, dạy chết mẹ đi đừng có chui về Việt Nam mà mốt sủa nữa nha, sủa nữa về đây đem chó về đây sủa tôi dạ về hồng luôn. Và bọn này nó tức quá, mê nó kiểu nó thấy nó ghen tị quá, có khi nó tăng xông không cần phải nhảy nó cũng chết em. Bữa tăng Tân Thái chả tăng xông gần chết rồi đấy, sao
Chị thằng tao hồng lắm là cái đầu nó bị cái đầu nó không được bình thường. Nó từ sướng nó mở đá tự thông dịch viên luôn, giống như phim Mỹ á, nó tự thông dịch viên luôn. Trời ơi em vô em coi lần rồi, em nói thằng này nó khùng bà cố luôn. Nhưng mà có đứa nghe không, ở bên Mỹ làm như là cũng có là nhiều cái đầu bị cái não bị hư rồi, giống như giờ bây giờ mà chống còng cực ngu á, mà chống riết không được á, hết tiền hết bạc rồi cứ giờ bị khùng khùng, thằng nào cũng được bình thường hết á, nó không được bình thường. Thì làm ơn cái đầu bé ở một đất nước văn minh á thì bé sống làm sao á, ở một đất nước văn minh có ăn học văn minh. Nhìn chắc cũng yêu mà bé cầu bị rồi thằng cha tụi bé mi ơi. ừ, thằng cha thằng mẹ dạ Nhiên nhiên gửi yêu cầu rồi thì cho bà lên bà nói gì nữa em. Ban Cali sao ông cố nội mày, mấy thằng chó đẻ già Ban Cali đó nó không mang quốc tịch ban mà rồi mà Cali đi mà nó mang quốc tịch nó mang quốc tịch Mỹ làm chi vậy hả, tụi bay đi tới đâu phải làm chính phủ buồn nhìn tới đó vậy hả, cái con bị chó bảo